Từ khuya ngày thứ hai, rạng sáng thứ ba, mùng 4 tháng 5, hàng trăm công an đã kéo về một ngôi làng ở Đà Nẵng, kéo rào ngăn cản dân mai táng người thân trong nghĩa trang Cồn Dầu, thuộc xã Hòa Xuân, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Việt Long tường trình sau đây. Lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam mùng 4 tháng 5 năm 2010, lực lượng công an cảnh sát cơ động đã bao vây toàn bộ giáo xứ Cồn Dầu. Công an bố trí dày đặc ở nghĩa trang Cồn Dầu với súng ống, lựu đạn, lưới thép B-40, rùi cui, răng một lưới sắt ngang qua cổng nghĩa địa, không cho bất cứ ai ra vào, nhất quyết ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Đặng Thị Tân. Giáo dân cả đêm không ngủ, một số đến giúp gia đình bà Nhu lo việc tang chế, một số vào nhà thờ lo lễ tang, một số đông chị em phụ nữ qua bên nghĩa địa đọc kinh. Đến khoảng 3 giờ sáng, lực lượng cảnh sát cơ động được lệnh tiến vào giải tán. Họ đánh đập các phụ nữ tập trung ở nơi đó. Đến sáng thứ ba, dân làng vẫn cương quyết đưa linh cữu người quá cố vào nghĩa trang Cồn Dầu, mặc dù hàng trăm công an được lệnh vây chặn kín mít từ ngã ba Cồn Dầu vào tới nghĩa trang. Một người dân Cồn Dầu thuật lại câu chuyện khi Việt Long thăm hỏi. Dạ có anh, đang cho người chết nhưng mà đang giành giật ở bên nghĩa địa, đang giành giật mà chị họ không cho đi nhưng mà họ đang che lều họ ở lại đó luôn, tới 2 giờ mấy ba nữa họ dừng lại đó chờ ngày mai thành phố thì giải quyết. Hồi 2 giờ sáng này công an có vô đánh dân có không? Dạ có đánh dân, dân ghê lắm. Này dân là làng quá khúc luôn, không cho vô nghĩa địa có thờ, quốc quốc dân ghê lắm. Công an đó là giác đông lắm, cơ động đồ, như là công an đồ, dân phạm đồ đông lắm. Có mấy trăm người là? Vài 300 người là công an với dân phạm với là cơ động với ở đâu mà nhiều hơn dân kia. Nhưng mà quốc dân thi lắm, dân cũng thiếu ở làm đó mà cũng quần quốc dân mà. Mà trừ sát đã qua, nhưng mà chùa Má Ba nữa, nhưng mà xe tăng rồi đang dân giật sát nhưng mà họ cũng dân giật lại mà họ đang che lều ở lại đó luôn. Ủa bà sát của ai vậy mà dân giật vậy chị? Dạ xác của bà Nhu thì họ không cho lên cho họ ăn cướp xác họ đem đi. Công an cướp xác đem đi hả? Dạ công an cướp xác đem đi chứ không có cho ở đó. Tại sao công an không cho chôn đó vậy? Thì họ giữ là không có cho vô đó, nhưng mà dân đông lắm mà dân giữ xác lại đó chờ ngày mai hộp thành phố giải quyết. Tức là họ không cho chôn người bất kỳ trong người nào trong nghĩa địa, họ không cho chôn nữa không? Dạ họ nghĩa địa là họ rồ nhiều lắm, họ không cho vô. Dân đông lắm mà đứng ngay chỗ nó ba này thôi chứ chưa vô trong nghĩa địa được. Tức là công an không cho chôn người trong nghĩa địa đúng không? Dạ, công an không cho người vô nghĩa địa. Mà cả đây mà hôm là cũng có người vô, mà vô là họ quốc kia lắm. Đang nhờ bó thì chị chẳng ai thấy hay có hết trơn. Nhà anh không can thiệp dùm với dân chút hết trơn nữa. Cái chết của bà Nhu có liên quan gì tới công an không? Không hả? Dạ không có cái liên quan gì đến công an hết. Họ chỉ ý, họ cướp cái xác của bà Nhu thôi. Cướp cái xác rồi đem về trên kia cho ông. Cho trong cái dưới này, lên Hòa Sơn trong, đâm thanh nó lệnh ra thì họ làm thôi. Ông thanh nó, không cho tròn ở đó. Nhưng mà chỉ nghĩa trang này là của giáo hội mà, làm răng mà không cho được. Của dân cùng giàu mà, làm họ đâu có phải là cho bừa bãi đâu. Mà cái nghĩa trang người ta có giải tỏa không? Thì nó gọi là lấy dân, lấy giải tỏa dân, giải tỏa nghĩa địa mà làm cho răng được. Đất này đất của giáo hội mà, của dân mà. Nhưng mà nhà nước đòi giải tỏa phải không? Nhà nước rồi giải tỏa nó, nhưng mà đâu là hộp dân, đâu là làm cái gì đâu mà đang là đi cướp xác dân, mà biểu hộp dân là không chịu hộp dân. Gia đình họ đã nói là nếu như hộp dân mà dân đồng ý là họ đi, họ không có chọn ở đây, nhưng họ không ổng đâu có chịu hộp dân. Mà bây giờ dân họ vô trong nghĩa địa rồi, họ cách ly trong đó hết người chủ ở ba với nghĩa địa, rồi một số là ban đêm họ ở trong nghĩa địa rồi. Còn anh mà anh tới là anh sẽ chứng kiến, là anh sẽ thấy hết. Công an họ bao vây xung quanh mà họ bây giờ có đánh đập không? Bao vây nhiều lắm anh ơi. Bao vây không cho ai vô, không cho ai ra. Công an thành phố luôn hả? Chứ không phải là công an mà hình như là ổng thuê các nơi về nữa. Là công an tới 200-300 người. Phải là mấy trăm công an rồi, 200-300 công an rồi. Không phải là công an không đâu nghe. Cơ động rồi cái chi 113 rồi đông lắm. Đem xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe tăng thì đem hết xuống đó rồi. Đem hơn chưa? Còn đem lưới B-40 là rồi hết. Không cho dân đi luôn, dân là nhất quyết là cho ở đây. Từ đó là họ làm lều, họ lỡ lại đó luôn. Giờ ngày mai thành phố giờ biết. Không liên quan cho xứ mà cũng không liên quan cho xứ. Dân thôi. Là nhiều hơn dân mà. Chính quyền đã có lệnh cấm chôn cất trong nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu. Công an canh gác nghiêm ngặt trong giáo xứ từ hơn 3 tuần nay. Đột nhiên cụ bà Nhu, một giáo dân Cồn Dầu, từ trần. Bà cụ tạ thế vào lúc 4 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2010 tại Tư Gia, hưởng thọ 82 tuổi. Gia đình cho biết trước khi ra đi, cụ chăn chối muốn được an nghỉ bên cạnh mộ phần của cụ ông Hồ Nhu cùng ông bà tổ tiên và con cháu đã qua đời tại nghĩa trang Cồn Dầu. Thuở sinh thời, cụ Hồ Nhu là một người có tiếng tăm và uy tín ở phường Hòa Xuân. Đàn con cháu đông đảo của cụ bà Nhu nhất quyết thực hiện ước nguyện của người quá cố, muốn mai táng cụ bà Maria Đặng Thị Tân trong phần mộ của dòng tộc tại nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu vào sáng thứ Ba,
mùng 4 tháng 5 năm 2010, trong khi chính quyền nhất quyết ngăn cản. Được biết, thời gian trước khi cụ bà Nhu mất, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến nhà con cháu cụ khuyến cáo cũng như đe dọa để họ đừng chôn cụ tại nghĩa trang Cồn Dầu. Sáng thứ Bảy, khi vừa hay tin cụ qua đời, cán bộ và công an quận, phường đã đổ về Cồn Dầu để khuyến cáo tang gia, bao vây nghĩa địa và chuẩn bị cho cuộc đối đầu có thể xảy ra trong ngày an táng. Sáng Chủ nhật, đang lúc tang gia phát tang, chính quyền đã đến đọc lệnh cấm và tuyên bố sẽ có chuyện xảy ra nếu cử hành tang lễ tại nghĩa trang Cồn Dầu. Chính quyền cũng ra lệnh cho cha xứ Nguyễn Tấn Lục không được làm lễ an táng tại nghĩa địa. Cha Lục nói ngài sẽ cử hành lễ mồ cầu cho linh hồn cụ bà Maria tại nhà thờ Cồn Dầu như ngài vẫn làm cho các tín hữu khác. Sau đó tang gia muốn chôn ở đâu là tùy ý họ. Hàng trăm giáo dân Cồn Dầu vẫn tiếp tục đến cầu kinh tại nghĩa địa hàng đêm từ 6 đến 7 giờ rưỡi tối để bảo vệ khu nghĩa trang đang bị chính quyền đòi giải tỏa. Họ nói rằng nếu cụ bà Nhu không được an táng ở đây thì việc giải tỏa khu nghĩa địa và cả giáo xứ Cồn Dầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng thứ Ba, một người dân Cồn Dầu chứng kiến sự kiện từ đầu thuật lại câu chuyện với Việt Long. Nói với anh là tình hình bây giờ thì chúng tôi trông nhưng mà họ không cho trông. Rồi hầu hết giờ kia chúng tôi qua nó đã gian rồi, chúng tôi không cho chịu răng vô ở nghĩa địa. Rồi nó đánh mấy chị em phụ nữ với lại trẻ em. Trừ nó là coi như nó ngang ra cảnh sát cơ động lần như bộ động đó. Tụi ngang ra đây công an tất cả các nơi đổ về đây, nhưng mà dân là coi như cứ chặn cứ nhát cái hồn lại nó không ra đi nữa. Nhưng mà dân về mùi gió không phải là trời trâu nhé, còn không thể để nó được. Có bao nhiêu công an tất cả? Nhiều lắm, trừ không thể đến trễ nổi, bởi vì đây có máy lép rồi, đây nó lấy máy lép rồi, ở đây nó chặn tất cả các ngõ đường, không cho dân các nơi đổ về đây luôn mà. Các ngõ đường là bây giờ còn ngõ đường gì ở đây, về khu vực Cồn Dầu đây là bị phong tỏa toàn bộ. Số nhóc và mấy cái bà già trẻ em từ hồi xe giờ kia 10 giờ cho tới trừ mà cũng chưa cho chúng tôi đem sữa đem bánh rồi cho mấy bà ăn luôn, không chưa tới nghĩa trang mà coi sót mấy cổng nghĩa trang thôi. Nhưng mà riêng là những người đồng bà với lại con nít hiện bây giờ là người ta bị dôm ở trong đó chưa đi ra được, không cho chúng tôi đem bánh đem sữa cho mấy người ăn. Còn hôm lãnh giữ ở nguồn nghĩa trang đây này thì không cho dân chúng tôi đủ chạy vô. Dạ, rồi dân tính sao? Từ dân quyết định là phải trông cho bạn được. Dạ. Rồi mới nói chuyện, chứ còn bây giờ từ chủ tịch thành phố về đây đó, nhưng mà biểu mời thân nhân nó đi lên trên cái chỗ mà đây một đoạn là nói chuyện, bây giờ mà người nhà không chịu, buộc biểu cho chủ tịch vô đây luôn, còn không thì sao của nói chuyện. Còn ví dụ như trường hợp mà muốn nói chuyện đó là để chúng ta trông sóc xong rồi mới nói chuyện, là dạ. Không đồng ý, bây giờ chẳng đứng dân cứng. Dạ, yeah. Bây giờ là cứ đối đầu vậy thôi, công an không cho chôn mà dân đòi chôn mà không chôn được. Không được. Dạ, yeah, không cho vô nghĩa trang được. Không cho vô nghĩa trang luôn. Người con út của cụ Nhu kể tiếp vào lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Ba. Nói chung là chưa hợp dân cho nên là không đồng ý. Muốn cần một cái gì phải hợp dân nha anh, cho nên là họ vẫn cho y chủ cái đất thủ. Chính quyền không cho là hơi bay xô xát của nhau giờ đang chạy bạc. Vậy đó. Nhà nước không cho đem vô mà nhà nước đòi đem quan tài đi, dân cũng không cho. Dạ. Yeah. Với hành hung để với tính cách gọi là muốn cướp quan tài anh ạ. Rồi có ai bị đánh bị thương nặng không anh? Có mấy người bị ngắt xỉu anh bị thương nặng. Còn đang phụ nữ ra con thịt thì đánh một số phụ nữ đang bị tay chân đồ đang làm hô hấp nhân tạo. Rồi bây giờ cũng cứ canh vậy thôi chứ không giải quyết được. Dạ can bạc mà không giải quyết được. Chờ dân ở đây muốn gặp ông chủ tịch thành phố để trả lời như thế nào thôi chứ còn là không cái. Đánh dân như vậy mà làm quan tài là cũng như trong đặt vô quan tài vừa xe quan tài muốn bể quan tài rồi nghiêng qua một bên rồi. Nói dạy cho con người một lần họ tới cái nơi nghĩ cuối cùng phải tôn trọng đằng xanh đằng đỏ mà cũng ngừng lại cho quân tài đi qua mà thấy chính quyền làm nó thấy mất cái quyền công dân. Thưa ông là thân nhân cái gì của bà Nhu ra? Tôi là út của nhà. Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do sẽ tiếp tục theo dõi mọi diễn tiến tại Cồn Dầu để tường trình kịp thời cùng quý vị.